Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ đang bước vào chu trình thời tiết ổn định với nắng trải đều khắp khu vực. Dự báo trong ngày hôm nay cũng như hai ngày tới, thời tiết Bắc Bộ hầu như là ít có mưa và ổn định. Do vùng áp thấp đang có xu hướng mở rộng phạm vi hoạt động, nên Bắc Bộ 3 ngày tới trời nắng với nhiệt độ sẽ tăng dần. Mức nhiệt cao nhất ngày sẽ phổ biến từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Riêng mỏm Tây Bắc như Điện Biên, Lai Châu và Bắc Sơn La có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất ngày có thể đạt ngưỡng 35 độ. Ban ngày nắng và nhiệt cao, còn về đêm thì nhiệt độ cũng giảm nhưng không nhiều. Mức nhiệt thấp nhất ở miền Bắc trong 3 ngày tới phổ biến ở ngưỡng từ 23-25 độ. Trời vẫn chủ đạo là nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ, lác đác có mưa nhỏ vài nơi. Dự báo phải đến ngày Chủ nhật cuối tuần này, tức ngày 25 tháng 4, thời tiết mới có sự chuyển biến khi một đợt không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống. Do đây là những đợt không khí lạnh cuối mùa, cường độ không mạnh, vì thế mà không đủ để làm cho nhiệt độ giảm sâu. Tuy nhiên sẽ khiến cho Bắc Bộ đón một đợt mưa rào khá và giống như đợt mưa vừa rồi. Cục bộ sẽ có thể xảy ra mưa vừa mưa to. Không chỉ có miền Bắc, khu vực dọc ven biển miền Trung trong những ngày tới cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ vùng thấp phía Tây mở rộng, khiến cho nền nhiệt cũng gia tăng. Trong những ngày tới, phổ biến ở khoảng từ 30-33 độ. Riêng vùng núi phía Tây còn đạt mức nắng nóng với mức nhiệt độ tăng lên ở mức từ 35-36 độ. Tương tự như Bắc Bộ, đến khoảng đêm ngày 25, khi không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán xuống, dự báo khu vực Bắc Trung Bộ cũng sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, thịnh hành gió Tây Nam chi phối nên sẽ có mưa rào và dông xuất hiện vào chiều tối. Cần đề phòng sẽ có những điểm mưa với lượng khá có thể xuất hiện cục bộ tại một số nơi. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh đi kèm. Còn trong ngày, trời vẫn có nắng gián đoạn với mức nhiệt ban trưa từ 32-35 độ. Trong ngày mai, ngày 23 tháng 4, nhiệt độ còn có xu hướng giảm nhẹ tại các tỉnh phía Nam, nhất là tại khu vực Nam Bộ do mưa gia tăng. Do ảnh hưởng của siêu bão gần Biển Đông, mùa mưa năm nay bắt đầu sớm hơn so với trung bình của nhiều năm. Vì vậy mà từ nay từ cuối tháng 4, đầu tháng 5, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ thường xuyên xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm. Đây đều là mưa chuyển mùa nên sẽ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, 22 tháng 4 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 32-35 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Dự báo thời tiết biển,
Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía đông, gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Riêng phía đông, gió bắc đến tây bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.